các bạn, hôm nay giới thiệu các bạn sản phẩm đó chính là máy ép mía. Với mẫu máy ép mía này thì đây là ép mía siêu sạch ba lô nhá, liền bản nhá. Đây là lô kim cương này, lô ép một lượt là 2 cây này. Đây là mẫu này là chắn nước này, nó sẽ chắn nước nha, không cho nước vào phòng bi này. Mình thiết mẫu thêm mẫu thiết kế mới này, lô kim cương này ép nhám này để vắt kiệt là mía này, công tắc này có tiếng Việt ra vào này. Đấy, để vào này. Tắt đi này, đảo chiều này, đi ra này. Đấy. Tắt nguồn này, nó sẽ tắt nguồn này, để tắt nguồn này. Đấy, đây là vòi cái da da nước này, da lọc nước này. Đây, motor này, motor mới nhá, motor 800W mới nhá. Đấy, đây liền bàn em có tủ ngăn tủ kéo này. Đấy, chất liệu inox này, máy ép mía cơ sở Nam. Đấy, đầu bả ra. Đấy. Các bạn mua hàng liên hệ qua số điện thoại của mình. Cơ sở là 795 Phong phường Ba Đình thành phố Thanh Hóa, 146 Nguyễn Trãi, phường Ba Đình thành phố Thanh Hóa, có sai sửa máy Thanh Hóa com, số điện thoại là 0934182 0904421. Số này có dùng Zalo nhé, các bạn có thể ép Zalo hai số nhé. Bây giờ ra hàng toàn quốc nha, cảm ơn các bạn rất nhiều. Liền bàn ép 2 cây. Cảm ơn các bạn. Bây giờ mình ra hàng toàn quốc.